Phật. Kính thưa gia đình cũng như là đồng đạo, đệ mới, đệ sĩ, kính thưa toàn thể các huynh đệ kính mến, đều biết hôm nay vào ngày mùng 4 tháng Chạp năm Bính Dần rồi quý vị. Năm mới rồi ha. Thưa cùng quý vị, thì trải qua thời gian, hầu như chúng ta đã trên dưới gần nửa năm mà quý vị Minh Đồng trở về nhà của đệ mới để tâm sự chuyện trò đạo đức. Vì thời gian ở nơi đây thì có cái khóa niệm Phật, nhưng vì là xảy ra ở trong thế gian, cũng như là cái bệnh dịch COVID-19 rồi làm cho là sự trở ngại cả trong cái xã hội này, chứ không phải riêng cái một gia đình ai. Vì vậy cho nên cái sự đạo đức cũng chậm trễ, mà cái việc là đi lại cũng khó khăn cho tất cả mọi người. Thưa cùng quý vị, vậy hôm nay được cái nhân viên hội ngộ mà chúng ta đồng trở về tại tư gia của đệ mới đây để tâm sự chuyện trò đạo đức, nhắc qua lời giáo huấn của Đức Thầy đã chỉ dạy. Thưa cùng toàn thể chư quý vị, Đức Thầy đã dạy chúng ta nên bổn phận là làm gì đây quý vị? Thầy dạy là nên chúng ta là phải noi theo chí đức tiền nhân, hầu làm cho trí tệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo giải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Thưa cùng quý vị, vì vậy cho nên hôm nay mà chúng ta đồng hội ngộ trở về đây thì do nhân duyên nó sẵn có. Vậy thì đã được cái nhân duyên thì chúng ta không thể nào là quên lãng được, để làm cho cái giáo lý thầy được mãi mãi lưu truyền, để làm cho giáo lý thầy được in sâu vào tư tưởng của mọi người, làm cho cái giáo lý của Đức Thầy là được đi sâu vào trong là nguồn đất đạo, mà mọi người đều là hưởng được cái ân phúc mà Đức Thầy đã ban cho, của Đức Phật đã truyền chỉ dạy. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, cho nên Đức Thầy cho biết là cảnh tỉnh người mê dài về cõi ngộ, giải găng kẻ tục vượt nơi hà. Đó, thưa cùng toàn thể chứ quý vị, có lần Đức Thầy cho biết là đạo pháp khai thông khổ hải trùng trùng bất biết. Đó, rồi là trần duyên bế tắc điệp điệp liên đài. Vậy thì đạo pháp khai thông khổ hải trùng trùng mà tâm bất khiếp, trần duyên bế tắc điệp điệp liên đài. Vậy là cái bổn phận là Đức Thầy đã đem cái giáo pháp Đức Thầy mà để truyền cho khắp cả nhân gian, cho bá tánh. Thì thưa cùng quý vị, thì hôm nay chúng tôi phải gắng cái sức mình và làm theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì chúng tôi không ngại ngùng là vì là cái đàn hậu tấn thì phải biết làm sao với cái xứng đáng là một tín đồ của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thưa cùng quý vị, cùng quý vị, thì trải qua mấy mươi năm thì đến tính lại trên đầu ngón tay á quý vị, thì đúng là trải qua là 82 năm mà Đức Thầy đem cái đạo hoằng hóa mà dạy chúng ta. Vậy thì chúng ta phải cố gắng mà trao thân gìn đạo, phải làm sao cho rạng danh Thầy, mà Đức Thầy cho biết là trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thọ dạ Thầy nơi chốn mây rồng. Vậy là phải trao, phải dội, phải cố sức đem hết cái khả năng của mình. Nếu thời gian còn thì chúng ta phải gắng mà miệt mài rồi đem cái giáo lý của Đức Thầy rồi để truyền cho tất cả xa gần, trong nước ngoài nước, cả thế giới này,
thấy được cái giáo lý cao sâu của Đức Thầy là một vị Phật từ ở bên cõi Tây Phương mà trở về đây, mà đem cái giáo pháp mà chúng ta đã được cái ân đức đó, được cái nhân duyên đại đó, được cái nhân duyên lớn đó, mà lẽ nào mà chúng ta phải không đem cái sức của mình, phải cố gắng à nha quý vị, hiệp cùng nhau á, nó truyền bá kinh lành mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta trong cái thời kỳ này mà không cố gắng đem là cái giáo lý của Đức Thầy thì rất uổng quý vị, rất là mất mát một cái gì đó cho chúng ta. Thưa cùng quý vị, như vậy thì Đức Thầy đem ra cái đạo mà Đức Thầy cho biết là đạo diệu màu diệu khổ có từ lâu, thần tú ra đời lợi góp thâu, chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa sáp hướng truyền lưu lấp đạo màu. Vậy là cái đạo màu đã có, mà tại vì nó đã bị trên lệch làm cho cái giáo lý của Đức Thầy, cái Đức Phật nó bị trong cái mai một, cho nên hôm nay Đức Thầy là đem cái nền giáo pháp của Đức Phật mà Đức Thầy cho biết là chấn hưng Phật giáo học đường, giới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thưa cùng quý vị, để đi sâu vào buổi trao đổi hôm nay nha. Thì buổi trao đổi hôm nay tôi muốn mượn cái lời châu ngọc của Đức Thầy để làm cái điểm tựa và để trao đổi cùng toàn thể chư quý vị ở trên cái màn ảnh hôm nay. Thưa cùng quý vị, tôi mượn qua lời châu ngọc của Đức Thầy là dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh gịnh đời cực khổ tan thương. Cái này nằm ở trong cái quyển thứ 5 nghe quý vị. Dạ, cảm ơn toàn thể chư quý vị. Thì tại vì là chúng ta là thấy rằng cái quyển 5 là cái quyển mà Đức Thầy cho biết là ngẫu hứng mà Đức Thầy đã viết lên và đem lại một cái lợi ích cho nhân gian và cả là trong vũ trụ này, là cũng nhờ cái pháp đó mà để tu hành để diệt khổ. Thì trong đời mà pháp mà chúng tôi thấy chỉ có cái pháp mà Đức Thầy để viết là tóm tắt hết ở trong cái quyển 5. Vậy thì cái quyển 5 là cái quyển để cứu cánh, để đưa chúng ta về nơi cái cõi hết khổ. Bởi vì về cực lạc mới là hết khổ, thì tịnh độ mới có được về cực lạc. Mà vậy thì bây giờ về nơi đó mới là hết khổ mà thôi. Thưa cùng quý vị, hôm nay ở trong cái quyển 5 mà tôi rút trong chỗ cái đoạn thập ác nha quý vị, mà cái ác thứ 10 chót đó nha. Cho nên Đức Thầy cho biết á là dệt lưới nghi đeo điều phiền phức. Mà thưa cùng quý vị nha, bây giờ mình dệt là lấy cái gì dệt quý vị? Ở nơi đây thường thường á là ở trong thế gian người ta thường thường á bà con mình làm theo cái công nghệ đó ha. Thì người ta lấy tơ rồi người ta dệt vải, dệt chiếu này kia, người ta cũng gọi là dệt. Người ta phải có cái đồ người ta dệt mới được. Mà thưa cùng quý vị, hôm nay á Đức Thầy nói dệt lưới nghi. Nó mà dệt đây là dệt lý nghi, vậy là thầy muốn nói chỉ ám chỉ vào cái tâm của chúng sanh, cái xác trần tục chúng sanh nè, là gọi là dệt lý nghi đó. Chúng sanh gì thiếu cái lòng tin cho nên bị nghi. Thưa cùng quý vị, hôm nay tôi bày tỏ qua những cái ý nghi nha. Đó, tại sao dệt? Tất nhiên là đem cái tâm mình nghi Phật, rồi nghi mình, nghi pháp đó, rồi nghi cái lực nhân quả, rồi nghi cái pháp môn tịnh độ, nghi cái cõi cực lạc không thể đủ sức để đưa chúng ta về, và mình còn nghi mình là nhiều nhất quý vị. Thưa cùng quý vị, hôm nay tôi mạo muội trình bày qua cái dệt lưới nghi. Cái tâm phàm của mình thì mình đã xưa nay nó đã sống trong cái quay lộn ở trong cái dòng mà sanh tử này, vì vậy cho nên mình nghi là cũng phải đó quý vị. Đó, vậy cho nên ông thầy là một đức Phật đó, cho nên đó là ngài mới biết cái tâm niệm của chúng sanh, cho nên ngài mới nói rằng dệt lưới nghi đó. Bây giờ thưa cùng quý vị, đi sâu vào cái dệt. Tất nhiên á là mình nghi là xét lại á là đem cái tâm mình á là để dệt lên những cái sự suy nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình, rồi bắt đầu nói bây giờ hôm nay không muốn biết phải ông Phật này ở từ cõi Tây Phương về không đó. Bây giờ thầy nói là xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật gì thì chúng đây, mà mình còn nghi tị biết phải ổng là ông Phật ở bên cõi Tây Phương không nữa. Đó là cái điều thứ nhất là nghi Phật. Rồi là Đức Thầy đã giới thiệu ở bên cõi cực lạc á có Đức A Di Đà. Nó hiện nay là ngài đang thuyết pháp bệnh, mà mình nghi không biết có cõi cực lạc không. Vậy thì bây giờ nghi, rồi không biết mình ở đây giờ mình niệm Phật có được Đức Phật A Di Đà rước không, mình nghi. Xưa nay mình làm ác quá nhiều, không biết
rồi hôm nay mình niệm Phật chỉ có một kiếp mà được Phật rước về không? Bởi vì thầy nói nè, thầy nói là khi mà ai mà biết được cái pháp niệm Phật, pháp tịnh độ này, thì cứ nhất tâm tín nguyện phụ ai nghe lời thầy thì thầy sẽ dẫn người đó về cực lạc. Mà con nghe nói là phải nhảy xuống dưới, ở trên lầu 3 mà nhảy xuống đất phải không thầy? À, nhảy xuống thì thầy sẽ đưa người đó về cực lạc. Thầy hứa thầy đưa dẫn dắt người đó về cực lạc phải không thầy? Đức thầy gật đầu, thầy nói đúng rồi đó. Như vậy thì nếu ai mà tin tôi, ai mà nghe lời tôi thì hứa dẫn người đó về cực lạc. Cái thầy mở cửa sổ cái lầu 3 ra quý vị, thầy nói ai mà nhảy xuống dưới thì tôi sẽ hứa đưa người đó về cực lạc. Thì mấy ông này nghĩ rằng thôi cùng quý vị, nếu như mà về cực lạc á là ai cũng suy nghĩ gì á anh Tư, ai suy nghĩ nó về cực lạc chết bỏ xác mới về chứ đâu có ai đem cái xác về bển được. Cho nên là ai cũng nghĩ gì đến thinh. Ông bà cục bước lên hỏi, dạ thưa thầy, thầy hứa đưa ai mà nhảy xuống dưới lầu á, trên lầu này nhảy xuống dưới đất á, thì thầy đưa về cực lạc phải không thầy? Cái thầy gật đầu nói đúng rồi đó, nếu ai nghe lời tôi thì làm theo lời của tôi thì tôi hứa sẽ đưa người đó về cực lạc. Ông nào cũng sẽ chết chứ không có gì, đâu có ông nào dám nhảy đâu. Ông Lê Quang Vinh ông mới nói, dạ thưa thầy, vậy thầy cho con nhảy đó. Tất nhiên là ông ba cục đó nha, là ông là quân đội à, quân đội Hòa Hảo á, mà ông hết sức là tin thầy và cái lòng gan kiên trinh của ông đến đổi cái bực như vậy đó quý vị. Thì bây giờ ông ba cục ông mới thấy thầy xô cái cửa sổ trên lầu ra, thì ông nói, dạ thưa thầy, vậy con nhảy nha thầy. Thầy gật đầu, thì ông nhảy đi, tôi sẽ đưa ông về cực lạc, tôi hứa rồi. Thưa cùng quý vị, ông Quang Lê Quang Vinh á, ông bước ra cửa sổ, ông nhắm mắt lại, ông niệm Phật, thì ông mới nhảy xuống dưới, ông mới nhảy xuống lầu liền quý vị. Thì bây giờ thưa cùng quý vị, ông mới nhảy xuống, thì lúc bây giờ là mọi người mới dòm, thì ông mất tiêu rồi, nhảy tốt dưới rồi. Thì các ông này là mặt mày cũng tái hết quý vị, nếu mà nhảy xuống đây chắc chết rồi, chứ không còn đâu. Lê Quang Vinh nhảy xuống từ trên lầu 3 nhảy xuống đất còn gì thanh xác, mà ở đất địa thành phố luôn quý vị, ở ngoài lộ đá không, nó lộ nhựa đá này, nhảy xuống còn gì đâu. Mấy ông này á mới thấy ông này nhảy mất tiêu rồi, bắt đầu mới mở cửa trên lầu đó, bắt đầu mới chạy xuống dưới coi coi ông Lê Quang Vinh còn sống hay là chết. Ở trên này chạy ra, thưa cùng quý vị ơi, chạy ra thì lúc bây giờ là ông Lê Quang Vinh ổng mới vừa mở cửa chạy ra, thì ổng ở dưới ổng đi lên tót tét đi lên, cái miệng ổng cười. Thì mấy anh em hỏi ổng có sao không, có sao không, thì ổng sửa sạn là ngoắc ngoái cái miệng sửa sạn là trả lời đó quý vị. Cái đức thầy ra giấu rồi nha, đức thầy mới chỉ vào cái miệng nè, có nghĩa là kêu ông đừng có nói đó. Thì thưa cùng quý vị, nhưng ông Lê Quang Vinh ổng cũng nói được ít câu, mà nói cái điều màu nhiệm là ổng nói, nhưng ổng nói chàng ơi, tôi xuống dưới là nói thiệt mấy ông là nhẹ như cái bong bóng vậy đó, tôi bước xuống nhẹ hiều luôn, rồi tôi mới đi lên đây mới gặp mấy anh nè. Rồi cái mấy ông này chưa cưu đồ, ông giáo tập đồ nó giải, thưa thầy giờ coi cho con nhảy. Đức thầy mới nói không, hồi nãy tôi kêu mấy ông nhảy, mấy ông không nhảy, bây giờ mấy ông nhảy là hốt xương à, mấy ông đi hết rồi không còn ai đây độ nữa. Hồi nãy tôi kêu nhảy tôi độ, còn bây giờ á mấy ông nhảy là chết gán chịu à ngang. Thôi mấy ông này đâu có ai dám nhảy nữa anh Tư. Không dám nhảy nữa. Đó, ở đây muốn kể mỗi chuyện lên là nói cái lòng tin của mình đó, coi mình có hết lòng tin thầy không. Thầy là ông Phật, mình là hằng nói là mình tín đồ nè, vậy mà chưa có hết lòng tin nghe quý vị. Như vậy thì ở đây mình không phải là mình nói ở đây là để phê bình các anh em khác, nhưng ở đây mình có hết lòng tin hay chưa. Tin thì thầy sẽ đổ. Cho nên thầy nói nè, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài gài gặp tay. Vậy thì mình đọc tụng thôi được rồi, chứ đâu phải kêu nhảy đâu. Nó giờ không có được nghe, nó nói gì với năm tiếp kể cho quý vị nghe mỗi chuyện bên thầy chứ đừng có nhảy. Thầy nói ở đây muốn mỗi chuyện dẫn lại là hỏi coi mình có hết lòng tin thầy không. Đó, nếu mình tin thầy thì mình đừng có bỏ dở nửa đường, hãy gắng cố gắng đi, mình tu hết cái đoạn đường đi. Thầy nói nè, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Vậy phải tu cho hết cái kiếp này, mà tịnh độ thì phải tu hết kiếp, mãn kiếp mới được, chứ đâu phải mình tu nửa chừng, thấy không?
Như vậy thì tu chừng nào hết cái kiếp của mình thì Phật mới tiếp độ. Nó thầy cho biết rằng là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, gà tài tế độ dắt lần về ngôi. Vậy thì bây giờ mình phải tu hết kiếp đi. Đó, mình phải lấy cái lòng tin tưởng. Như vậy thì niệm Phật phải niệm hết kiếp này. Bởi vì thầy nói là niệm Phật á, nên niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật cho lòng mình được nương theo đó và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cầu tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả, tu thập thiện dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh được tam nghiệp. Mà chúng sanh tịnh được tam nghiệp thì mong về cõi Phật, thưa cùng quý vị như vậy đi. Cho nên hành tịnh độ là cố gắng phải dứt được tam nghiệp. Như vậy thì hôm nay chúng ta hành theo cái giáo pháp của thầy, mà muốn về cực lạc thì muốn về cực lạc cho xuông, lợi danh tình ái phải buông cho rồi, phải không? Giờ mình nói về cực lạc, một tay muốn nắm qua xe ngang, còn một tay muốn nắm nhỏ nhen sự đời, làm sao về hả quý vị? Vậy cho nên phải ráng cố gắng ngang. Đó, muốn về bên kia đó thì phải miệt mài, phải già đòi hỏi tin. Vậy cho nên đó là tin đó là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thiền cứu vớt chúng sanh. Nó có tin mới có chặt dình, mà không tin đâu đâu biết cuộc là hành xấu xa. Vậy thì bây giờ phải có tin thì mình mới có về ngang. Cho nên thầy nói là nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Chỉ có một kiếp thôi à, bây giờ có một kiếp nè, mà bây giờ bởi vì người ta mới nghi ở quý vị. Cho nên là bây giờ nếu tu gì có kiếp mau chứ hả? Hồi xưa Đức Phật tu 10 kiếp, rồi Đức Phật tu 100 kiếp, 99 kiếp, kiếp 100 mới đắc thành đạo quả, mới ngồi chánh giác. Mà bây giờ thầy nói tu 1 kiếp à. Đó, một kiếp mà nếu ai mà hành đúng như vậy thì trong cái bài ngũ nguyện Đức Thầy cho biết là Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh dày đắc đạo quả, rõ ràng không? Chỉ một kiếp thôi thì được xá tội, được đắc đạo quả rồi. Mà nhưng tại vì mình thiếu lòng tin cho nên mình dệt lưới nghi rất nhiều quý vị. Thưa cùng toàn thể chư quý vị, ngày hôm nay mình tu đi rồi bố thí đi, hành tịnh độ đi, rồi là hành pháp tinh tấn đi, nó thì sẽ mất cái lòng nghi cái đó và đổi lại cái lòng tin tưởng, tin sâu nguyện thiết hành chiên, thì sẽ được kết quả trong cái ngày chúng ta mà Đức Thầy cho biết giới thiệu cái hội Long Hoa sắp đến. Thưa cùng quý vị, vì vậy cho nên trong cái cõi này đòi hỏi ai tin không? Đó, bây giờ thưa cùng quý vị, nghi là rất nhiều, mà còn cái tin á thì có một số nào mà thôi. Tuy rằng nói vậy vậy đó mà đều không phải đòi hỏi nhiều lắm đâu quý vị. Cái lòng của mình tin mình làm theo là Phật độ liền, nó Phật chứng liền. Vì vậy cho nên miễn mình nhích môi niệm một tiếng Phật đó thì Phật bù 10 câu quý vị, trong thời kỳ này như vậy đó. Vì vậy cho nên hôm nay mà chúng tôi là trao đổi cùng toàn thể chứ quý vị, thì nếu như ai tin thì phải cố gắng hàng ngang. Đó, hôm nay thôi giờ tôi kể một mẫu chuyện bên thầy nữa quý vị, để lấy cái lòng tin đi. Thưa cùng quý vị, thì cái lúc mà Đức Thầy là khai đạo truyền đạo thì thời gian đó Đức Thầy ở tại Sài Gòn. Một hôm á là có ông Nguyễn Bình, các tôn giáo mới đến hỏi thầy. Và trong cái cuộc mà ông Nguyễn Bình á thì rất đông nha quý vị, 9-10 người á là toàn là nhân tài học thức không à. Cái cuộc mà gặp gỡ Đức Thầy đó thì ông Nguyễn Bình nói rằng là ông Tư ơi, hôm nay á tôi thấy á, những cái tôn giáo người ta ra đời dạy đạo trước á, thì là người ta là chọn những cái bậc là danh nhân nè, tiến sĩ nè, học thức nè, nó lỗi lạc hết rồi. Giáo sư tiến sĩ học thức đồ toàn là những cái bậc cao không à, tài năng ta có đầy đủ, cho nên đó là còn ông ra đời như vậy đây á, thì á, là ông mới ra, ông ra sau cùng hết như vậy rồi, giống như là ông lấy á, là những cái sắc dụng, người ta lấy sắt thép tốt hết rồi để người ta rèn lâu rồi, còn ông mới ra đây giống như cái lò mà ông để lấy gom sắt dụng thôi ông Tư à. Đức Thầy nói đúng rồi, hôm nay tôi ra sau cùng á là cái đạo Phật, nhưng á là tôi gom hết trơn ba cái sắt dụng này, tôi đưa vô cái lò đun thật tốt, nó tôi tuyển chọn lại thành lại cái sắt thép
tốt để hữu dụng đó. Sau này những cái này nè, những cái sắc dụng này nè, là trở thành là cái hữu dụng chưa từng có đó. Thưa cùng quý vị, thì ông là Nguyễn Bình, ông nói ông Tư nói vậy là cái nói thôi, nhưng cái thực nghiệm thì chưa. Thôi bây giờ muốn hôm nay là cái thực nghiệm ông nói bằng cái thực tế cho tôi thấy cơ ông Tư. Thì Đức Thầy nói vậy được rồi, cái đó là cái điều tốt à. Thôi bây giờ các ông á là cho các ông tự chọn đó. Cái ông Nguyễn Bình đó, thưa ông Tư, thôi giờ bữa nay mở trường thi đi, mở cái trường thi liền. Thưa cùng quý vị, thì bị gì ông Nguyễn Bình, ông thấy ông trong tay á là có doanh nhân nè, tiến sĩ nè, nhưng cái người học thức không à. Vậy cho nên cái cơ hội này là hạ bệ ông Tư rất dễ đó. Thưa cùng quý vị, cơ hội này ông có trong tay toàn là những tay nhân tài giỏi không. Bây giờ thưa cùng quý vị, ông mới nãy giờ thưa ông Tư, thôi bây giờ mình lập cái hội thi hiện tại đi, hiện tại ở tại đây. Rồi Đức Thầy nói thì ông, các ông chọn đi, làm sao cũng được. Bắt đầu mình mở lên cái lớp thi liền tại chỗ quý vị, cái khóa thi cấp tốc liền. Thưa cùng quý vị, bắt đầu bây giờ là thi cấp tốc nha. Thì bây giờ ông mới đưa ra, ông Nguyễn Bình mới đưa ra bây giờ là đầu tiên thì chọn thí sinh, chọn thí sinh rồi kế đó thì là giám khảo, giám khảo rồi là đưa lên đề thi, rồi đến cái hồi chuông thứ nhất là để trao cái đề thi, cái hồi chuông thứ hai là góp bài, cái hồi chuông thứ ba là chấm điểm. Như vậy thì phá thi cấp tốc. Thưa cùng quý vị, bây giờ ông Nguyễn Bình ông mới chọn, ông nói ông Tư, giờ tôi đi bữa nay có 9 người, toàn là tôi ra là 10, mà 9 anh em là có đi đây mà không lẽ bỏ lợi thì nó buồn, thôi cho đi hết nghe ông Tư. Cái Đức Thầy nói được, thì các ông chọn đi thi bao nhiêu cũng được. Rồi nói giờ rồi đó, tôi chọn anh em chơi rồi, còn ông Tư, thầy Tư bây giờ ông ra sao? Nói thì tôi lên đây cũng có số anh em ở dưới tỉnh miền Tây lên đó, mấy tỉnh miền Tây lên đó, thì thôi ông chọn ai cũng được, chọn người cũng được để ra thi chứ có gì đâu. Thì ông Nguyễn Bình cho ông có lợi thế, ông mừng quá quý vị. Lúc bây giờ ông dòm quanh xét quốc, ông dòm con ông dưới miền Tây á lên mà bận đồ bộ đồ còn phèn, tay lắm chân bùn á, là nó không phải được như cái người ở Sài Gòn. Thôi bây giờ ông lựa cái người á là tay á là áo đồ nó còn dính hoàng ha đó. Thưa cùng quý vị, thôi giờ lại chọn một cái ông đó, ông nắm tay nó rủ lên thi. Cái ông này nói dạ thưa ông, tôi biết gì đâu mà thi, cái đức tôi thì dân là làm ruộng gãy hàng ngày mà biết gì thi. Cái Đức Thầy nói thì thôi ông biết gì lên thi nấy, người ta mời thi thì ông thi đi. Thưa cùng quý vị, bây giờ nha, cái ông này cũng nghe lời lên nói gì á, lên ngồi trên cái ghế đặng thi. Bắt đầu ở trên kia là hồi chuông thứ nhất phát đề thi cho mỗi một người cái tờ gì, toàn là giấy trắng không à, mực giấy viết xong. Thưa cùng quý vị, bây giờ mấy ông này là lên ngồi có thẳng hàng hết, thì bắt đầu gõ cái chuông thứ nhất, bắt đầu vào đề thi, phát giấy tờ mực bút xong, phát đề thi xong rồi bắt đầu gõ kiển, cái tiếng kiển thứ nhất đó. Thì mấy ông kia thì người ta là đầy đủ văn chương, thì tiến sĩ doanh nhân đều không mà quá giỏi, cho nên ta bắt đầu làm đề thi liền. Nào là họa sĩ có đủ thứ hết. Như vậy thì người ta bắt đầu lại làm cái đề thi. Còn cái ông này ông ngồi ra chơi à, ông này lên ông ngồi tự nhiên quý vị, ông không có hành động gì chân á, ông ngồi hoài hết đã có 10 phút à, mà trong cái cuộc thi đó 5 phút rồi. Thì thưa quý vị, bắt đầu ông mới giơ cái tay lên, thì anh em nói tưởng đâu là ông này đầu hàng vô điều kiện. Sao mà tự nhiên dắt này, hồi nãy giờ mà ngồi im gà lặng đó, bây giờ giơ tay. Hỏi ông sao mà giơ tay vậy, không lẽ ông đầu hàng? Nó không phải, tôi là giơ tay để xin thêm giấy mực. Thưa cùng quý vị, ổng giấy mực vì người ta cho mỗi người có trang à, không có đủ. Ổng nó phải xin thêm giấy mực. Ổng mới xin thêm thì sao quý vị? Ổng mới xin thêm người ta cũng cho ổng giấy mực đàng hoàng. Thì bây giờ quý vị biết sao không? Ổng mới lấy cái đồ mài mực xong đó ha, ổng mới chấm 5 ngón tay vô. Thưa cùng quý vị, ổng chấm 5 ngón tay nha. Thì bắt đầu ổng mới vô tờ giấy 5 ngón tay đều dính mực ở trên, ổng mới vuốt dài xuống một cái nè, 5 ngón tay hết đó.
ông mới rút 5 ngón tay. Xong rồi thưa cùng quý vị, bây giờ ông mới đổ cái bình mực lên bàn tay, ông mới chà gì nè, hai bàn tay ông chà quý vị. Đó, ông vuốt rồi bắt đầu ông lấy tay ông chà hết vòng giấy trắng vậy nè. Chà hết trơn lại. Trong cái tờ giấy trắng bự gì đó ông chà, hai tay chà bít hết. Xong, ông mới đứng dậy, xách tờ giấy lên góp liền cái giám khảo quý vị. Ta chưa có gõ chuông thứ hai. Chưa có đến giờ góp bài mà ông đi góp trước rồi. Ta bỡ ngỡ trơn thì cũng đợi tới giờ. Sau khi tiến kiển thứ hai thì đằng kia góp bài, mà lên góp bài rồi á thì Đức Thầy làm giám khảo, ông Nguyễn Bình làm giám khảo, thì bây giờ mới chấm đề thi. Ở bên kia thầy chấm, còn ở bên là ông thí sinh là của Đức Thầy đó, một tín đồ đó, tay lắm chân bùn đó, bằng áo dính khoèn không, thì bắt đầu ông Nguyễn Bình chấm điểm. Thưa cùng quý vị, thì Đức Thầy chấm, còn mấy ông kia không có ông nào quá 5 điểm hết. Trung Bình trở lại hỏi gì nè, bây giờ vẽ con cọp thì chưa có đủ chân, thấy không? Vẽ chỉ có đầu mà còn cái khúc đuôi chưa có, còn vẽ là con là phụng hoàng thì cũng thiếu hai chân, là không có đủ mới vẽ cái đầu thôi. Còn cái câu danh, câu thơ thi phú này kia đồ á, mỗi mấy ông danh nhân vẽ viết cái bài thơ thì mới làm có được 4 câu đó. Ông nào giỏi lắm là làm 4 câu thôi, chưa được 8 câu lấy gì lên được cái bài thơ. Như vậy thì bây giờ là không có ông nào làm trọn vẹn hết, cho nên Đức Thầy chấm ông nào cao lắm được 5 điểm, còn nhiều là 2 điểm, 3 điểm, 1 điểm. Nó không có vẽ được cái bài nào, thơ nào, không có được cái vẽ con hổ, con là con phụng nào, không có cái nào mà trọn vẹn hết. Vẽ mới phần nửa bỏ nửa chừng không quý vị. Bị trong vòng 10 phút quá âm nhanh, vẽ không có kịp. Quả sĩ thì vẽ không có gọi con cọp. Đó, vậy thì thưa cùng quý vị, bây giờ mấy ông này mà đã góp đề thi rồi, có 10 phút hết rồi, thì bây giờ tới khi chấm điểm, tiến triển thứ ba, đến khi là để công bố điểm. Thưa cùng quý vị, thì công bố lên điểm của mấy cái ông đề thi này á, thì là ông nào cũng 3, 2 điểm, 4 điểm trở lại, dưới trung bình không. Còn ông Nguyễn Bình á, là mới hỏi vị chế thí sinh: thưa ông Tư, cái này là cái gì vậy? Ha, cầm cái đề đây lên, nó hỏi cái này là cái gì ông Tư. Thì Đức Thầy mới nói: tại sao ông không hỏi cái người thi mà ông hỏi tôi? Đó, ông Nguyễn Bình ông mới quay qua ông hỏi: ông làm cái này là cái gì vậy? Thì ông này ông mới hỏi đây: thưa ông giám khảo, ông phải hỏi tôi bằng một cách là thí sinh làm cái đề thi gì vậy, chứ sao ông hỏi làm cái này là cái gì vậy? Hôm nay là cuộc thi mà ông phải hỏi thí sinh làm cái đề thi gì vậy chứ, tại sao ông hỏi là cái này là cái gì? Ông Nguyễn Bình ông sượng không quý vị? Ông ấy sượng, ông ấy giật mình đi. Ông này là tay lắm chân bùn mà văn chương không có, mà ông hỏi câu là khó xử với ông Nguyễn Bình rồi. Nguyễn Bình nó nói: họ tôi hỏi thí sinh chứ làm cái đề thi gì? Ông này đứng dậy ông mới thưa rằng: thưa với ban giám khảo, thưa Đức Thầy, thì cái đề thi này là tôi làm đề thi có nghĩa là dân mây, thấy không? Dân long đó, dân long có nghĩa dân là mây, long là rồng. Thưa cùng ông, hễ như con rắn mà nó mà tu nó là thành cừu, thành cừu á thì nó mới là quá thành rồng, nó bay lên thì có tường vân bao phủ. Khi mà tường vân bao phủ thì con rồng nó ở trong mây, gọi là vân mây đó. Cho nên mới nói là tôi nói các ông nghe là năm rồng gắn ngựa dê khắp theo Phật. Phật tu cách nào, đắc đạo gọi dạy ta, ta không phải tu theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì ta khá dân lời. Cần nhất là ở chỗ giữ gìn lực hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò để nhớ phận sự mà làm. Thưa cùng quý vị, nhớ cái phận sự mà làm, cái bổn phận của mình mà, chứ nếu là thiếu là không đủ nghe quý vị. Thưa cùng toàn thể chứ quý vị, thì ngày vui tươi nay đà lố bóng đó, cớ sao đời còn mãi say xưa, chẳng tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lập hội tây dinh nhành quế đó. Như vậy thì ngày mình tu đây, sau này á Đức Thầy cho biết là một mai dạo được tây đông khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ, hay là mai sau được giữa cảnh tiên
hủy tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Thấy không? Vậy thì tu đi, tu chừng đó sẽ được là thầy Phật ban cho chúng ta, thì khỏi có là lo gì nữa hết, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Nó cho nên Đức Thầy cho biết là phải gắng cố gắng mà tu đi. Vậy thì đường xá xa xôi, thầy nguyện cầu Phật thần ban gãi huệ linh màu cho con trẻ yên ổn thân đôi chút, chớ dễ nào quên trẻ đâu. Thầy không quên nha. Cho nên thầy cho biết là thân khùng đinh vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Tỉnh sai trong giấc mộng qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Thưa cùng quý vị, nếu mình tưởng, mình niệm thầm, nghĩ đến thì thầy sẽ đến, sẽ độ chúng ta. Bị trong thời kỳ gấp rút quá, cho nên Đức Thầy đã biết trước. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Đó, như vậy thì bây giờ thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa thiên khùng, phải không? Như vậy thì bây giờ cái việc thiên cơ khùng toán hết trơn à. Chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Vừa để là dạy chúng sanh pháp môn hành tịnh độ, để là được về bên Long Hoa Đại Hội, vừa được về ở bên cõi Tây Phương. Mà Đức Thầy cho biết mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giấy thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang quay, Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa. Đó, như vậy thì quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên. Đó, như vậy là cảnh niết bàn nó dành cho những kẻ gì nào, ai biết gì vậy, dành cho ai đây? Đó, vậy thì để dành cho những kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng chào người chân tu. Đó, như vậy thì dành cho những cái người mà tin và hết lòng để không còn nghi nữa nghe quý vị. Đeo điều phiền phức ngang, đeo cái này là ở nơi đây là bệnh nghịch đời, là tại hồi trước đến giờ mình ham có sự đời, bệnh nghịch đời cực khổ tan thương. Cái cảnh này không quý vị, chiến tranh bệnh dịch xảy ra nó quá nhiều rồi. Bây giờ là bão lụt làm cho cái cảnh điêu đứng, là sụp đất sóng thần, quá khổ rồi. Nào là đói, rồi nào là bệnh dịch làm cho là con người điêu đứng, cái cảnh khổ quá rồi. Cho nên là bây giờ là phải khóa cái nghi này rồi, để không còn đeo cái bệnh nghịch đời nữa. Thầy nói là bệnh nghịch đời cực khổ tan thương đó quý vị. Cho nên chúng ta là hóa đi cái sự là xưa nay chúng ta nghi kỵ và không có đi đến được cái Phật pháp nhiệm màu. Và Đức Thầy cho biết là thần thông phép Phật muôn nghìn. Đó, như vậy thì Đức Di Đà hiện trá hào quang, phải không? Để làm gì quý vị? Để chọn cái người hiền đức mà đưa về ngang. Đó, như vậy thì phương Nam gặn ngọc chối lòa, lưu ly hữu quách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng chào người chân tu. Thưa cùng quý vị, thì cái thời gian nó có hạn, thì chúng tôi muốn tâm sự chuyện trò với toàn thể chứ quý vị. Thì hôm nay là mình là gắng cố gắng khóa được cái lý nghi đó, thì sẽ được thấy Phật pháp nhiệm màu. Nói vậy thì bây giờ là đừng ngờ niệm Phật chẳng linh, niệm cho đến chí thành thử coi, phải không quý vị? Thử cùng quý vị phải gắng có chí thành, lòng tin tưởng Phật pháp và tin tưởng thầy, tin tưởng mình và tin tưởng là sẽ được Đức Thầy đã hỗ trợ cho mình từng phút từng giây, và sau này sẽ kiếm con hiền đức dắt về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Và chúc cho quý vị được là hết lòng tinh tấn và tin qua giáo pháp tịnh độ, hành tịnh độ, và tin có cõi cực lạc, và tin mình tu một kiếp sẽ được về bên cõi cực lạc, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát vào đồ dứt cuộc luân hồi. Và mình tin là lần này sẽ là thoát được cái cảnh khổ, về bên kia dự hội Long Hoa, về bên cõi cực lạc là được Đức Phật A Di Đà đã thuyết pháp cho chúng ta nghe. Và Đức Thầy cho biết là điều thứ 8 tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.